À, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy đám mai của mình không ạ? Bữa nay quá trời luôn, lúc cái hàng rào tới đây nó cao hơn cái hàng rào của bạn. Hàng rào này ngang 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 ngực mình đó. Lúc trước mình vô mình quay thì các bạn thấy nó nằm ở dưới cái hàng rào à. Bữa nay nó lúc hàng rào luôn rồi. Để mình vô mình quay các bạn xem cái bữa nay nó như thế nào ha. Ủa, quá trời luôn rồi. Thì các bạn thấy trái bữa nay còn nữa các bạn. Nè. Quá trời trong đây thì hôm bữa giờ các bạn cũng mà cứ nói mình nữa là lấy cái hạt mà không có ai hái cái hạt các bạn ơi. Thành ra còn quá trời luôn rồi nè. Để này để mình hôm nào mình chắc lại hái một số hạt này cho các bạn, quá trời hạt luôn rồi nè. Nó rụng hết trơn các bạn, nhưng mà nó còn cái này nè, nó đi đi hái vẫn còn. Các bạn thấy có gốc nó sôi, nó lộ lên quá trời luôn rồi. Đây nè, mấy cây này là mấy cây uống rồi. Nhánh nó đầm lên quá trời, mấy ngày nay mình không có rảnh để mình đi vô mình lấy nó, mình cắt nó. Cái này nhỏ rồi ha. Có cây nó ép nhỏ, trái quá trời luôn rồi. Trái cũng nhiều lắm mọi người. Cái này chịu hái chắc không lắm trời luôn. Gốc nó đang sâu ra, bây giờ mình cho nó chốc ra luôn các bạn. Cho nó lộ gốc ra luôn. Quá trời luôn rồi. Giờ không có đường đi lũ vô luôn các bạn ơi. Kín hết trơn rồi. Gốc con này thì nó 20 các bạn ơi, 20 hơn rồi ha. Đó. Có cây nó cũng nhỏ nhỏ lắm đây nè. Nè, nó không đều các bạn, trái quá trời trái luôn rồi. Ui còn nhiều quá trời ta. Nè, mà thấy nó đầm nhánh lên, để bữa nào mình rảnh mình xuống mình cắt cái nhánh này nữa các bạn, quá trời luôn rồi. Này các bạn thấy trái cái này nè, mình không có rảnh đi hái cái trái này giao các bạn, các bạn cứ gọi mình cái trái quá trời luôn, à, cái hạt hỏi quá trời luôn rồi. Để hôm nào mình hái một số mình giao các bạn ơi, quá trời luôn rồi. Này là hạt dảo không các bạn, đó, mai này là dảo đúng đúng dảo luôn các bạn. Ở đây thì cây nhỏ nhỏ, cái bự tùm lum la nha. Nói chung là cái gốc nó còn nằm dưới các bạn. Thấy như vậy nè. Cái nó còn nằm ở dưới rồi nè. Cái màu đất các bạn thấy không? Cái màu đất thì nó chưa có chạy hết đâu. Mình dự định mùa mưa năm nay mình cho nó chạy ra thêm các bạn. Đó, thấy nhiều cây nữa. Nè. Cũ. À, cái cây này nó chài ra nhiều nữa các bạn lắm trời các bạn ơi. Cái mũ đế của nó dị hợm lắm, quá trời trái luôn mọi người. Ồ, mình tưởng là bữa nay nó rụng hết rồi, ai về cái trái đen thì nó rụng hết rồi, nhưng mà vẫn còn cái trái xanh. Cái xanh còn nhiều lắm. Nè, các bạn thấy cái rễ của nó. Quái cỡ nào nằm ở dưới đây. Nguyên một cái bực đất này các bạn thấy. Còn khoảng 2 tấc nữa các bạn. Thành ra nếu mà mình khử cái bực đất ra. Thì nó. Cái bộ rễ nó còn nằm dưới đó nè, còn thấy không? Đây thì mình cỡ này rồi chơi mini rồi, quá đã luôn không? Đúng ra bứng ra thì nó quá trời ổn không ha, nếu mà mình nuôi lớn. Nhưng mà con cái là nếu mà mình không bứng ra đó thì hai cây nó giáp lại trên các bạn nghe. Cái đế thì nó như vậy, quá như vậy ở trên thân, còn cái thân nó quá như vậy nè. Kìa, đây kìa.
những cái nhánh này là nên bỏ nè, mà không có rảnh đi làm à. Quá trời luôn nè, các bạn thấy không? Bò chứ ha. Đó, mấy cái này còn nó bò lớn cái này nè, thì những cái cây này mình cho nó lớn ra. Đó, những cây nào mà nó ngắn ngắn thì mình thu, mình có thể mình lấy ngắn lại. Đó, thành ra là mình phải lựa một số ra, rút ra một số các bạn. Chắc là cuối năm nay qua cái mùa mưa đó mà, là mình nó xuống mình có thể giao lưu các bạn. Quá trời luôn à, hôm nay nó lúc hết trơn mà. Không lắm trời à. Mình mong hết trơn ha. Mà thấy nó nằm ở trong này gì làm sao mà mình biết được cái củ đế nó nè. Hình ra cái đế này là cái nó không đều có đế cơ các bạn ha. Gần 20. Có cây thì hơn 20. Bao nhiêu? Khoảng hai mấy đây. Nếu mình bứng chắc khoảng từ 20 trở lại, 20 hai mấy gì đó. Ô, cái đoạn này thì nó bị lút quá, không thấy được. Không thấy được cái đế. Nó có chỗ thì nó lộ lên, mà có cây thì không thấy. Uống mòn mèo thì lum ở trong đây. Có cây đi, lúc uống rồi bây giờ nó ngay đơ luôn nè. Nhưng mà nó vẫn có cái bộ đế. Biết các bạn. Ủa cái đế khủng khiếp biết nè. Trời ơi. Không lắm đâu bạn ơi. Cái thằng mà lấy cái thằng nó kỳ quái không. Bộ đế nằm ở dưới chưa thấy nè. Đế gạt tới bên đây. Ui. Đúng không? Ô, quá trời luôn bạn ơi. Nằm đứng tùm lum tùm la chứ. Thằng nó còn thấy quái lạ không. Những cái thằng này mình bẻ tùm lum tùm la. Cái thằng nó còn bộ đấy con này xong không kia lắm. Quái không? Thì cái này á, để đợt này mình quay sơ các bạn thôi. Chứ bây giờ là nó nằm dưới bạn ơi. Để hôm nào mình đợt này mình rảnh ha. Chắc có lẽ mình xuống mình cắt cái cành ở dưới đó các bạn. Cho nó chống ra. Ha. Rồi bắt đầu mình mới lấy cái nước đó các bạn, xịt cho nó lộ các bạn rễ ra. Đó. Chắc khoảng mùa mưa á, mùa mưa mình xuống mình làm đó các bạn. Lấy bằng thăng, thăng quá, bộ rễ nè. Nó tùm lum tùm la đấy. Lắm trời các bạn ơi. Nè, đó, mình lộ ra nè. Nguyên cũ nè. Quá trời luôn. Mà thấy không? Lâm lá cho nghe nè. Nguyên cục. Cái đó quái luôn không? Tùm lâm tùm lá cho nghe nè. Ok này nó nhỏ, bị lép nè. Thấy chứ mà nó không đều luôn. Dạ dạ để ăn luôn á. Gà nó bươi ra quá trời luôn à. Lộ đế ra trời luôn. Quá trời luôn á. Các bạn thấy thì nó gần cái đám đâm sàm trái nè, lên sàm hôm nay nó ra bông quá trời luôn. Cái này lúc trước mình trồng ngoài bìa nữa. Đó, một đống ở trong chưa xử lý nữa. Bữa nào mình tính mình chiết nhánh mà chưa rảnh chiết các bạn. Quá trời luôn nè. Nguyên cái hàng này không lắm trời luôn mà. Nó cao hút đầu mình nè. Gốc nó cũng bự rồi. Mà bắp chuối các bạn. Mình thấy cây gốc. Có gốc nhỏ bự lùm lùm ha. Đó, lên nè.
quá ha. Đây nè, tùm lum hết trơn các bạn, đây nè, tôi kia kìa, nói chung là không giống gốc nào hết trơn các bạn ơi. Mà nè, cục không nằm dài đây nè, nói chung là mai này nó đang lớn mà, nó đang lớn này mà, thì để đến Tết thì nó lớn cũng nhanh lắm các bạn. Thằng nhánh quá hết, đám linh sam các bạn. Linh sam này lúc trước mình để trong cái bầu á, mình bỏ đại ngoài đất này nè, nguyên hàng, hàng bì, cái hàng rào đó. Giờ nó lớn nó lắm cái hàng mai luôn rồi, quá trời luôn. Nè, con thấy nè, lúc đó, đó chui qua hết lọt luôn rồi. Quá trời luôn. Đó, rồi vâu xuống rồi, lũi luôn. Quay cho bạn xem chơi nè, cũng hứa bạn ơi, bữa nào xuống cho bạn xem lại, lâu quá cũng xem ha. Nè, cái cục nó nằm đây nè, bây giờ đó bạn thấy nè, quái lạ không, nó nằm đó lắm trời. Ui, lùm tùm la hết bạn ơi. Cái gốc gì đây, cái thằng quá lạ nè, quá trời luôn rồi. Dạ. Coi đã ghiền luôn anh ơi, nó cùng lúc ở dưới nè, lúc cái rễ chính nó bự ra đây nè, nằm lên dưới đó. Đám linh sam bự lắm bạn, okay. Một cục luôn, cục đâu khoảng ba mấy bốn mươi bạn, nằm dài. Để hôm nào mình tìm người hái cái hạt cho bạn ha, quá trời luôn. Nói chung thì nó cũng chưa được bự lắm bạn, chắc lẽ mình đem ra mình nhổ lên số chứ nó dày quá. Vậy đúng ra người ta cũng không nhổ đâu mà, người ta muốn để cho nó bự, nhưng mình thì mình không muốn để bự đâu, vì vừa bạn chơi được rồi, bự quá thì giá thì phải mắc. Các bạn thì mong muốn nhất là cây mà đẹp mà rẻ đúng không, ha, đẹp rẻ ngon bộ rẻ, thì chỉ có nước là mình nghiên cứu ra cách này, cách là mình không cần làm lớn mà, nhỏ nhỏ thôi để giao lưu các bạn thôi. Mình cố gắng cuối năm nay, bây giờ nó vô mùa, chuẩn bị vô mùa mưa các bạn ha, thành ra mình cố gắng cuối năm nay thôi. Thì mình nhổ vàng cây đó, mình phải giao lưu các bạn ha, đó. Quá trời luôn bạn, thôi đi chút mệt quá các bạn, chui á, chui chui phun cơm này nè, sợ không hả nè. Với lại mình đeo cái tai nghe các bạn, nhiều khi mình quay phim các bạn nói sao mà thở dữ vậy. Cái tai nghe các bạn biết không, tai nghe nó thu tiếng rất là rõ, tai nghe của cái máy iPhone đó, nó thu rõ lắm bạn, các bạn thấy nó quái nha. Thành ra là khi mình thở nó cũng nghe nữa. Nó vậy à, bạn thấy trong nguyên đám linh sam nhánh cỡ này này mà chiếc cho biết nhiêu mà ngàn nhánh luôn rồi, lắm trời đó. Được không, ok, gà nó bươi quá trời à, trái mệt hết trơn. Ôi trời,
bên trở lên nè, đi mới được phân nửa các bạn ơi. Nó nằm in đến dưới đây, nhánh này nhánh hồi đó mình uống không, sao nó mọc quá nhánh này nè, ép nhánh uống mình không cắt, ép ra quá luôn. Thì hôm nay có dịp xuống ghé thăm vườn á, muốn hứa các bạn quay lại đoạn cho các bạn xem cho vui chơi. Đó. Quá trời luôn, cái hàng trên xa nó chỗ bông luôn. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Đó. Mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.